Hallelujah. Trân trọng kính chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có một Đức Chúa Trời đầy tình yêu. Ngài đã xuống thế làm người chết trên thập tự giá cho chúng ta, hầu cho chúng ta được làm con cái của Chúa. Và khi được làm con cái của Chúa thì Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để giúp đỡ chúng ta có thể học lời của Chúa mỗi ngày, và trên hết là áp dụng lời của Chúa mỗi ngày cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì trong cái ân điển của Chúa thì Chúa có kêu gọi tôi làm đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ, và tôi được dự phần trong việc hầu việc Ngài, và Chúa cho tôi có cơ hội để cùng học lời của Đức Chúa Trời cho với anh chị em, hầu cho chúng ta cùng lớn lên trong lời của Chúa mỗi ngày và giúp đỡ chúng ta mỗi ngày được ơn trước mặt Chúa sống cho sự vinh hiển của vương quốc Đức Chúa Trời ngay ở trên trần gian này. Quay lại với chủ đề loạt bài học cuộc đời Chúa cứu thế, chúng tôi chào mừng anh chị em quay trở lại chương trình thần học căn bản. Chương trình thần học căn bản được học theo giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn, và chúng ta đã học xong cuốn 1, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học cuốn 2 của giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế. Và trước khi đến nguyên lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự nhờ cậy nơi Chúa qua sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Cha vì Ngài là Đức Chúa Trời đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật vũ trụ, trong đó có đời sống của chúng con. Không những Ngài là đấng sáng tạo, nhưng Ngài cũng là đấng cứu chuộc muôn loài. Trong con đó có đời sống của chúng con, có gia đình của chúng con, có dòng dõi của chúng con. Lạy Chúa, quyền năng của chúng con không những Ngài cứu chuộc, nhưng Ngài đã ban ân điển của Ngài bằng cách ban Chúa Thánh Linh đến trên đời sống của chúng con, và Ngài là Đức Chúa Trời ngự trị ngay trên trần gian này. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa hãy đến trong lòng của chúng con trong thời gian này, giúp đỡ chúng con để chúng con được học lời của Chúa, được khai sáng bởi sự chúc phước từ lời Ngài, để chúng con người chia sẻ, người học, người lắng nghe đều được làm vinh hiển danh của Ngài. Chúa ơi, trên hết chúng con cầu nguyện xin Ngài cảm động lòng của chúng con để chúng con sẵn sàng bước đi với Ngài theo tấm gương của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con nhìn Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin mà bước đi. Chúng con biết ơn Cha thật là nhiều, sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại chương trình cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 2, giáo trình của thần học căn bản. Và trước khi đi đến cuốn 2 thì chúng ta quay trở lại về cuốn 1. Trong giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn thì mỗi một cuốn được chia bố cục của mỗi một sách. Một cuốn sách thì được chia là 10 phần, và mỗi một phần thì lại có những cái bài học khác nhau ở trong đó. Chương trình cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 1 thì chúng ta cũng đã được học qua 10 phần, và trong thời gian này thì chúng ta nhìn lại những điểm cần thiết quan trọng của chương trình cuộc đời Chúa cứu thế trong cuốn 1. Thứ nhất là giáo trình cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn được học, được phân tích, được bám sát sườn qua phúc âm Matthew. Và ở đây chúng ta thấy khi phân tích về phúc âm Matthew thì chúng ta thấy cuộc đời Chúa Giêsu của chúng ta được chia làm 5 giai đoạn, và trong mỗi giai đoạn đó thì có ứng tới mỗi địa danh khác nhau, và mỗi địa danh đó, mỗi giai đoạn đó thì được chép ở trong những phân đoạn kinh thánh khác nhau. Chúng ta thấy đầu tiên là giai đoạn
phần giới thiệu. Phần giới thiệu thì sách Matthew nói và báo tin Chúa Giêsu Giáng sinh, và cái địa danh thì lúc này á là nó không có, nhưng mà trong đoạn phần giới thiệu được ghi chép ở trong đoạn 1 của sách Phúc Âm Matthew. Giai đoạn của Chúa Giêsu thì giai đoạn thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Thời thơ ấu của Chúa Giêsu, những câu chuyện trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì được liên kết với địa danh là Bethlehem, vì Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem là quê hương của vua David. Và đoạn Kinh Thánh chép về thời thơ ấu của Chúa Giêsu đó là đoạn 2. Tiếp theo là năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, hay là năm chức vụ thứ nhất. Năm chuẩn bị người ta có thể gọi là năm chức vụ thứ nhất. Chúa Giêsu có năm giai đoạn trong cuộc đời và chia ra làm ba giai đoạn trong chức vụ, là năm thứ nhất, năm được, năm thứ hai và năm thứ ba. Thì năm thứ nhất là năm chuẩn bị. Năm chuẩn bị thì địa danh liên hệ là ở Nazareth, vì Chúa Giêsu sống ở Nazareth. Và cái câu chuyện chép về những sự kiện của Chúa Giêsu ở trong phần đoạn Kinh Thánh Matthew ở đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11. Tiếp theo là năm được mến mộ, hay là năm chức vụ thứ nhì của Chúa Giêsu, thì được gắn với địa danh là Capernaum. Được gắn với địa danh là Capernaum và được chép ở trong phần đoạn Kinh Thánh từ đoạn 4 câu 12 cho đến đoạn 13. Tiếp theo là năm thứ ba trong chức vụ của Chúa Giêsu, hay còn gọi là năm khổ lạc của Chúa Giêsu, thì được gắn với lại địa danh là Jerusalem. Và tất cả những cái câu chuyện trong năm khổ lạc của Chúa Giêsu thì đều liên kết, đều được gắn với cái địa điểm Jerusalem, là địa điểm của thành thủ đô của Israel thời Chúa Giêsu. Và cái phân đoạn Kinh Thánh nhắc nói về năm khổ nạn của Chúa Giêsu đó là từ đoạn 14 cho tới đoạn 27 trong sách Matthew. Và giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu, giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu thì được gắn với địa danh muôn dân muôn nước. Tại sao? Tại vì khi mà Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài không còn ở chỉ ở Nazareth, ở Capernaum hay là ở Jerusalem, nhưng Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Và giai đoạn sau phục sinh vẫn kéo dài cho tới thời đại bây giờ của chúng ta, và nó sẽ kéo dài tới khi mà Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai ở trên đất. Và giai đoạn này được chép ở trong phần đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 28. Đấy là cái cấu trúc của Phúc Âm Matthew mà chúng ta cần phải nhớ ở trong cuốn 1 chúng ta đã từng học với nhau. Thứ hai, chúng ta xem về gia phủ của Đức Chúa Giêsu Christ. Gia phủ của Đức Chúa Giêsu được ghi ở trong Matthew đoạn 1 từ câu 1 cho tới câu 17. Thì gia phủ của Đức Chúa Giêsu thì sẽ liên quan tới bốn cái tên gọi khác nhau của các thời kỳ, bốn cái tên nhân vật và có các niên đại khác nhau. Và đây chính là bốn thời kỳ về lời hứa của nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời hay nước thiên đàng được hình thành và đều có mặt ở trong bốn thời kỳ này. Đầu tiên đó là tên các nhân vật chính đầu tiên, đó là thời kỳ của Abraham, tổ phụ của Abraham, và niên đại của Abraham tới thời của trước Chúa Giêsu là 2000 năm. Và thời kỳ này thì Abraham có được một cái nước gọi là nước lời hứa. Nước lời hứa có nghĩa là Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham một nước, một dân. Con cháu của Abraham đông như sao trên trời, như cát bờ biển.
Nhưng mà đến lúc này thì Abraham chưa nhận được bởi mà đã qua đời rồi. Cho nên cái này gọi là nước của lời hứa. Và chúng ta nhớ trong thời kỳ đầu tiên đã là thời đại của Abraham cách Chúa Giêsu 2000 năm, và đó là nước của lời hứa, nước hứa ban. Thời đại thứ hai của La Phổ đó là vua David. Thời đại của David thì vua David là người mà thống nhất Israel và cai trị là vua, và cách sống cách Chúa Giêsu 1000 năm. Và nước này được gọi là nước tạm thời, bởi vì cái nước của vua David nó không có bền. Sau thời của vua David thì đến đời con vua David là Salomon, và sau thời của Salomon thì nước Israel bị chia cắt làm hai, thành nước Israel phía Bắc là 10 chi phái ở phía Bắc và 2 chi phái ở phía Nam là nước của Juda. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ Babylon. Babylon tại sao ở đây là tên của một cái thành? Tại vì lúc này á thì dân Israel bị lưu đày, và ở đây dân Israel không còn ở tại thành Jerusalem hay là ở tại cái Israel ở phía Bắc nữa, nhưng mà bây giờ được lưu đày sang Babylon. Và ở đây niên đại thời kỳ Babylon trước Chúa Giêsu 600 năm, và nước này là nước bị tàn phá bởi vì bị lưu đày. Đến thời kỳ thứ tư là Đấng Rít. Đấng Rít thì chúng ta thấy niên đại của Chúa Giêsu là đúng thời kỳ của Chúa Giêsu, và nước này á được gọi là nước đời đời hay là nước toàn hảo, bởi vì từ thời Chúa Giêsu sinh ra là nước thiên đàng hay nước toàn hảo xuất hiện trên trần gian này, nó sẽ kéo dài tới đời đời và nó sẽ không có niên đại, là bởi vì nó không có cái thời gian giới hạn vào cái điểm này. Và bốn thời kỳ này thì đều được ghi ở trong gia phổ của sách Ma-thi-ơ từ đoạn 1 câu 1 tới câu 17, và mỗi được chia ra làm 42 đời. 42 đời. Cái thứ hai chúng ta cần phải, cái thứ ba là chúng ta cần ôn lại, đó là gia đình của vua Herod đại đế và bản đồ xứ Palestine. Gia đình của vua Herod đại đế là vua cai trị trong toàn xứ Palestine trong cái thời của Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong cái thời của Chúa Giêsu được sinh ra thì xứ Palestine này được chia làm 5 vùng. Cái vùng ở trên này đầu tiên đó là vùng Galilee, và ở tại vùng Galilee thì nó có cái Nazareth, và thành Nazareth này và nó có cái biển hồ Galilee, và đối diện với lại vùng Galilee ở bên phải thì đó là vùng Iture. Và chúng ta thấy ở phía nam thì có một cái vùng, đó là vùng Jude. Vùng này là vùng Jude, và ở đây có hai cái thành chúng ta cần lưu ý, đó là thành Jerusalem là nơi Chúa Giêsu chết, và thành Bethlehem nơi Chúa Giêsu sinh ra. Và đối ngang cái vùng Bere, vùng Jude về bên tay phải thì đây là vùng Bere, và chúng ta thấy có cái biển giữa này là biển chết, hay là biển chết ở đây thì lượng muối rất là nhiều, vì nước nó chỉ chảy từ trên phía Bắc xuống phía Nam theo cái dòng sông Jordan. Jordan chảy vào biển chết và nó không có thoát đi được, cho nên là người ta gọi đây là biển chết, và trữ lượng muối ở đây rất là lớn, và người phải xuống đây có thể lội được. Và giữa cái vùng Galilee và vùng Jude này thì nó là có vùng Samari. Và đây là bản đồ xứ Palestine được
chia ra làm năm cái vùng trong thời của Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu sinh ra thì ông vua Herod đã đến ông cai trị hết cả năm cái vùng này. Nhưng mà khi ông vua Herod đã đến ông ấy chết đi thì ông để lại năm cái vùng này cho ba cái đứa con trai. Và cái vùng chúng ta thấy cái vùng Galilee và vùng Bere, Galilee và Bere này, thì chúng ta thấy ở đây có một ông vua Herod cai trị, đó là vua Herod chư hầu. Còn cái vùng Samari và cái vùng Jude này thì có ông vua là Achenau. Vua Achenau cũng là con trai của vua Herod đại đế. Và cái vùng Iture này thì ông Philip ông cai trị. Và chúng ta thấy câu chuyện thì trong gia đình của ông vua Herod đại đế này thì hai người con là sau này là cục hoặc đánh nhau. Vì đánh nhau có nghĩa là ông vua Herod chư hầu này là anh của ông Philip, và vợ của ông Philip thì lại lấy cái ông vua Herod chư hầu. Cho nên ông vua Herod chư hầu này nghe lời của vợ ông Philip và chặt đầu của ông dân. Thì đây là cái sự kiện, ba cái sự kiện mà chúng ta cần phải nhớ chữ trong cuốn 1 trước khi chúng ta đi qua cái cuốn 2. Thì trong cái bố cục của cuốn 2, cuốn 2 thì chúng ta cũng được học và được chia làm 30 phần. Phần A thì bài có 2 bài. Bài 1 là đối chiếu các sách tin lành cầu quan ở trang 7. Và bài 2 là phúc âm răng và năm chuẩn bị theo thứ tự thời gian. Chúng ta sẽ được nghiên cứu về phúc âm răng chép gì, nói gì về cái năm chuẩn bị của Chúa Giêsu theo đúng cái thứ tự thời gian. Chúng ta có phần B. Phần B thì gồm 3 bài học, đó là bài 3, bài 4 và bài 5. Thì bài 3 nói về răng bắp tít giảng về sự ăn năn như thế nào. Rồi bài 4 thì chúng ta sẽ học về khái niệm người Pharisee và Sadducee. Chúng ta sẽ hiểu được hai cái nhân vật, hai cái nhóm người quyền lực nhất ở trong thời của Chúa Giêsu này. Họ là ai, họ làm cái gì và họ sẽ ảnh hưởng gì trên cộng đồng xã hội thời đó. Bài 5 chúng ta học về những cái biểu tượng, công cụ của biểu tượng. Phần C. Phần C chúng ta cũng có 3 bài. Đó là bài 6, bài 7, bài 8. Chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu chịu phép báp têm, giáo lý của Đức Chúa Trời ba ngôi ở trong kiểu nước ước nói gì, giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi trong tân ước nói gì. Trong 3 bài học này thì rất là quan trọng, bởi vì nó nói về giáo lý ba ngôi. Ngày nay có rất nhiều người đang phủ nhận giáo lý ba ngôi. Khi mà dạy, tôi đã nghe nhiều người nghe giảng ở trên mạng và nói rằng là ô mục sư ơi, bây giờ có nhiều người giỏi lắm nhưng mà họ không bao giờ nói giáo lý ba ngôi, và họ nói rằng là giáo lý ba hộ ba ngôi là sai. Và họ có đưa ra một cái ông diễn giả, đó là Francis Hùng, và nói rằng đây giáo lý ba hộ ngôi là sai. Thì trong phần này chúng ta sẽ học rõ ràng về giáo lý ba ngôi để chúng ta thấy được rằng lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, lời hằng sống đời đời thì không bao giờ thay đổi, dù một chấm một nét qua đi cũng không bao giờ thay đổi. Chúng ta thấy rằng phần D chúng ta có 2 bài học, đó là bài 9 và bài 10. Chúng ta học giáo lý ba ngôi và bài tín điều các sứ đồ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục học các thuộc tánh của Đức Chúa Trời.
Phần A chúng ta sẽ có hai bài để nghiên cứu, là bài 11 và bài 12. Chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong cương vị Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong cương vị con người. Rồi chúng ta tiếp tục là đi tới phần G. Phần G đó thì chúng ta sẽ được học gì? Ba bài. Đó là bài 10. Xin lỗi, chúng ta đến phần F. Phần F chúng ta sẽ được học cũng có ba bài, đó là bài 13, 14, 15. Chúng ta sẽ tiếp tục được học Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn trong một cái sự nhất quán. Và bài Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, chúng ta học về sự ứng nghiệm của lời Chúa, chúng ta học về sự chính xác của lời Đức Chúa Trời, để chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, không phải là lời của loài người. Cho nên nếu ai bẻ cong lời của Đức Chúa Trời thì không được. Chúng ta cần phải học chính xác về lời của Chúa, vì có lời ở trong Khải Huyền chép rằng Chúa sẽ thêm cái tai vạ cho người nào thêm vào lời của Chúa, và Chúa sẽ cắt phần ân điển nếu người nào bớt lời của Chúa đi. Và đó là phần F. Rồi phần G, chúng ta sẽ được học ba bài tiếp theo, bài 16, 17, 18. Chúng ta học về chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa duy vật chất, chủ nghĩa duy vật chất và lòng kiêu ngạo. Chúng ta sẽ hiểu được ngày nay người ta nói về sự vật chất để chỉ có tiền quyền lực, và tất cả những cái điều này nó đã phá hủy hội thánh của Đức Chúa Trời ra sao, gặp nhấm và tiêu diệt niềm tin của Cơ Đốc nhân thế nào. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ cùng học với nhau, mổ xẻ với nhau. Tiếp theo phần H, chúng ta có ba bài, đó bài 19, 20, 21, bạo lực xưng tội và lợi ích của Kinh Thánh cho sự xưng tội. Thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là bạo lực, rồi xưng tội là cái gì, lợi ích của Kinh Thánh ra sao trong cái vấn đề chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ có gì, phần tiếp theo là phần Y, bài 23, 22 và 23, Chúa Giêsu và Nicodem, và câu chuyện để chúng ta giúp chúng ta làm chứng nhân cho Chúa. Thì kể về câu chuyện Chúa Giêsu và Nicodem và Chúa Giêsu với người đàn bà Samari, khi Chúa xin nước uống và Chúa nói nếu ai uống nước của ta thì sẽ không bao giờ khám được. Thì trong phần Y chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Phần Z chúng ta sẽ có gì, hai bài, bài 24 và bài 25, là Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời trong bài giảng tại Nazareth và dân chúng xua đuổi Chúa Đấng Messiah. Và chúng ta sẽ kết thúc cuốn 2 cuộc đời Chúa Cứu Thế ở bài 25. Tuy nhiên thì chúng ta có ba cái phần mục lục, đó phần biểu đồ, bản đồ, biểu đồ và bài thi. Và chúng ta sẽ được học, chúng ta sẽ được thi với nhau. Và phần điều rất là quan trọng, à, nếu chúng ta muốn cái slide này thì tôi sẽ để kèm cái địa chỉ email ở trong cái video này, trong cái bài học này. Và nếu các bạn muốn có gì, cái loạt bài học, cái những cái slide để sử dụng cho cái việc dạy, cái việc học trong tương lai của mình, trong giáo trình của đời Chúa Cứu Thế, thì các bạn có thể gửi một cái thư về email, và cái tôi sẽ để ở chế độ tự động trả lời thư tự động về email, và các bạn sẽ click vào nó và chúng ta sẽ được dẫn tới Google Drive, và ở trong đó thì chứa các loạt bài học và các slide. Và cảm ơn Chúa thì chúng ta sẽ kết thúc trong bài học hôm nay ở đây. Hôm nay thì chúng ta chỉ học về ôn lại về cuộc đời Chúa Cứu Thế quân 1 và giới thiệu
mục lục hay những cái phần chúng ta cần phải giải quyết trong cái cuốn cuộc đời Chúa Kỳ Thế cuốn 2. Và chương trình cuộc đời Chúa Kỳ Thế cuốn 2 sẽ được học hàng tuần, thì ít nhất là mỗi tuần sẽ có hai chương. Và mỗi chương thì tôi sẽ cố gắng để làm 1 đến 2 video. Các bạn có thể theo dõi, các bạn có thể chia sẻ cái chương trình, cái tài liệu học này cho nhiều người một cách miễn phí, để chúng ta cũng có thể học lời Chúa với nhau. Và khi mà chúng ta chia sẻ thì vui lòng là chúng ta chỉ cần trích cái nguồn, chúng ta dẫn cái nguồn này ở đâu để không có ai có thể kiện cáo được chúng ta. Vì những cái nguồn này là do là khi mà tôi cái slide này, tôi là mục sư Nguyễn Phúc Việt Nam, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về tất cả những cái tín lý hay là những cái điều mà tôi sẽ nói ở trong này, và cũng như là tôi chịu trách nhiệm trước mặt anh em trong cộng đồng đức tin, để chúng ta thấy rằng chúng ta học để chúng ta cùng tăng trưởng trong đức tin, chứ không không phải là chúng ta học một cách lệch lạc, không phải là chúng ta học một cái để chúng ta dẫn chúng ta vào cái con đường tà giáo hay là xa Đức Chúa Trời, thì điều đó là điều không nên. Cho nên vui lòng các bạn có thể trích nguồn, và khi chúng ta cũng trích nguồn thì cái đó chúng ta cũng tôn trọng về bản quyền theo luật của Hoa Kỳ. Chúng ta cùng cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời để kết thúc. Chào ơi, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài ban phước cho chúng con học lời của Ngài. Con cầu nguyện xin chính mình Ngài hiện diện và Ngài ban phước cho hết thảy anh chị em ở xa, ở gần nghe video này học cùng với chúng con. Chúng con nguyện thần của Ngài cứ đến và kết nối chúng con làm một trong tình yêu của Chúa Giêsu, vì tình yêu thương là sợi dây liên lạc của sự chọn lành. Cháu ơi, chúng con cầu xin sự hiệp một trong thân thể của Chúa đến, không phân biệt người già, người trẻ, người ở xa, người ở gần, nhưng chúng con cầu xin Ngài có thể sử dụng lời của Chúa này để khích lệ, nâng đỡ, giúp đỡ anh chị em của chúng con hiểu hơn trong bước đường theo Chúa và về nơi của Ngài. Chúng con biết ơn Cha, sự vinh hiển thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện xin Chúa ban phước lại cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em, hẹn gặp lại trong bài tới. Xin chào, xin Chúa ban phước cho mọi người.